vực Hồ Tây luôn là điểm sáng trên bản đồ bất động sản Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh hạn chế xây dựng các dự án mới trong nội đô, cuộc chạy đua của các chủ đầu tư săn tìm quỹ đất còn lại cũng như sự săn đón của người mua nhà và giới đầu tư với những quy hoạch phát triển thành trung tâm chính trị, hành chính mới đã trở thành điểm nóng bất động sản ven Hồ Tây. Hạ tầng giao thông với hàng loạt công trình được nâng cấp và mở rộng kết nối thông thuận tới nhiều ngả trong thành phố, sân bay quốc tế Nội Bài và các tỉnh lân cận phía Bắc. Đặc biệt, sự bứt phá mạnh mẽ của bất động sản ven Hồ Tây dọc trục Võ Chí Công với những lợi thế không thể phủ nhận, khu vực Tây Hồ Tây luôn là điểm sáng thu hút giới đầu tư,